Hai cả nhà, hôm nay em quay cận cảnh hồ cá koi và những con cá koi siêu to khổng lồ cho cả nhà xem nhé. Nhìn nè cả nhà ơi, tuyệt đẹp, tuyệt sắc giai nhân luôn cả nhà. Quá đẹp luôn phải không cả nhà? Rất là to nha cả nhà. Phía bên đó thì những con cá koi nhỏ. Còn đây nè, chỗ này nè, cả nhà nhìn xem, đẹp quá cả nhà ơi. Mê đắm say đắm luôn cả nhà ơi. Đẹp quá đẹp. Nhà mà có cái hồ cá koi vậy đã biết bao nhiêu luôn cả nhà. Trời ơi nó đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi nó bự nè. Hôm nay em đến một cái chỗ rất là đẹp ở tiểu bang Providence nữa nè cả nhà. Mà cái chỗ này hả, nó trồng rất là nhiều loại cây, mà cây siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Thì những video kế tiếp em sẽ đăng lên cho cả nhà xem ha. Cây gì nó cũng bự hết trơn, ngộ lắm. Giống như cây bạc hà nó cũng khổng lồ, rồi cây xương rồng nó cũng khổng lồ, nó cao mà đụng tới trần nhà luôn, ngộ lắm. Thì những video kế tiếp em sẽ đăng lên cho cả nhà xem. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh em, rồi bấm like cho em để em có động lực quay cảnh đẹp, rồi những điều hay, những năng lượng tích cực gửi đến cả nhà hen. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Thì em đi đến đâu em sẽ quay những cái đẹp, cái hay, truyền năng lượng tích cực và cảm hứng đến tất cả mọi người trên khắp nơi thế giới hen cả nhà. Video em xin tạm dừng nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn nhiều nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn, hạnh phúc nha cả nhà. Bye bye.